Vâng, tất nhiên là trong tương lai gần thì tiền mặt vẫn sẽ có chỗ đứng trong các giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, xã hội không tiền mặt sẽ là một xu hướng tất yếu và không thể đảo ngược. Nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng đến mô hình này, trong đó Đan Mạch là một ví dụ. Quốc gia Bắc Âu này đang từng bước hướng tới việc trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới không dùng tiền mặt. Tại Đan Mạch, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ giờ đây không dùng tiền mặt để thanh toán, thậm chí ngay cả các quầy hàng ăn đường phố. Những quầy hàng xúc xích như thế này rất phổ biến ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Nhưng người bán hàng giờ đây chỉ cần một lò luồng xúc xích và một chiếc máy quẹt thẻ tính tiền. Việc không dùng tiền mặt sẽ giúp tôi không phải mất nhiều thời gian để kiểm đếm tiền sau một ngày dài bán hàng. Cách đây 20 năm, tiền mặt chiếm 80% các giao dịch mua bán của nước này, nhưng giờ đây tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn dưới 25%. Phần lớn người dân đều giao dịch bằng thẻ. Tôi chẳng bao giờ có tiền mặt trong ví cả, bởi như vậy tôi sẽ chẳng phải lo mất nó cả. Các nhà bán lẻ đang đi đầu trong việc bỏ thanh toán bằng tiền mặt. Mục tiêu của các chuỗi cửa hàng bán thuốc là cho phép trả bằng điện thoại di động trong các cửa hàng. Bạn chỉ cần dùng điện thoại quét mã vạch là coi như việc thanh toán của bạn đã xong. Việc này nhanh hơn rất nhiều so với việc bạn phải xếp hàng thanh toán bằng tiền mặt. Chúng tôi rất chú ý đến việc loại bỏ tiền mặt trong thanh toán. Một môi trường không tiền mặt sẽ giúp các cửa hàng an toàn hơn và hoạt động dễ dàng hơn. Việc thanh toán cũng sẽ ít đắt đỏ hơn do không có các hoạt động tốn kém liên quan tới tiền mặt. Có nhiều ý kiến hiện cho rằng với việc giao dịch không dùng tiền mặt thì việc giám sát được các hoạt động thanh toán sẽ giúp chính phủ thu thuế và chống tham nhũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, các chính trị gia và các quan chức ngân hàng Đan Mạch vẫn chưa quyết định thời điểm để đưa vào triển khai xã hội không tiền mặt, bởi vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về tính bảo mật của việc dừng các loại thanh toán điện tử cũng như rủi ro về các giao dịch giả mạo. Cùng với Đan Mạch, các nước láng giềng như Na Uy và Thụy Điển cũng đang hướng tới một xã hội không tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt đang được giới chuyên gia kinh tế đánh giá là cách sử dụng tiền thông minh bởi nó giúp giảm nguồn lực cho việc kiểm đếm và lưu trữ tiền giấy, tiền xu, cũng như giúp hạn chế các hành vi bất hợp pháp như trốn thuế, buôn lậu, tham nhũng. Tuy nhiên, thì những quan ngại hiện nay về nguy cơ bị tin tặc tấn công tài khoản và kẻ trộm lấy mất thông tin cá nhân qua mạng đang khiến tiền mặt vẫn là sự lựa chọn đối với nhiều doanh nghiệp và người dân, những người coi an ninh và sự riêng tư là ưu tiên số 1.